Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình đi rừng để lấy cây thuốc. Thì mình có thấy cây kim sương thì quả nó đã chín rất nhiều các bạn ạ. Thì mình cũng chặt mấy cành xuống để các bạn xem quả của nó. Đây quả chín của cây kim sương như này các bạn này. Quả chín đỏ rất đẹp các bạn ạ. Mùa này quả kim sương chín đỏ rực. Thì cây kim sương còn có tên gọi khác là cây ớt rừng. Một cây thuốc rất tốt cho căn bệnh thoái hóa, đau nhức xương khớp. Đặc biệt nó là vị thuốc chữa tê bại, teo cơ rất tốt các bạn ạ. Đây còn thân cành của cây kim sương thì nó bạc trắng như này các bạn này. Lá đây. Hai mặt lá đều nhẵn. Quả kim sương thì nó y như quả xoan, bé hơn thôi các bạn. Bé hơn đầu đũa một chút. Quả chín đỏ rất đẹp. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn để còn đi thu hái cây thuốc.